Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Dũng, tổng giám đốc công ty Đông Nam Á để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào tháng 7 năm 2020, đối tượng Đỗ Văn Dũng đã ký kết với một công ty có trụ sở tại Mỹ hợp đồng cung cấp găng tay y tế. Thực hiện theo hợp đồng đã ký, công ty này đã đặt cọc cho công ty Đông Nam Á số tiền là 1.099.000 đô la, tương đương với hơn 24 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn phải giao hàng, công ty Đông Nam Á vẫn không thực hiện việc giao hàng và cũng không hoàn trả tiền cho đối tác bên Mỹ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định công ty Đông Nam Á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế, đồng thời không làm đại lý, không được ủy quyền kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra xử lý theo quy định. Kính thưa quý vị, chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đến Hà Nội đã khởi hành. 25 container hàng hóa vận chuyển xuyên biên giới bao gồm linh kiện điện tử, nhu yếu phẩm, sản phẩm hóa chất với tổng trọng lượng hơn 800 tấn, trị giá hơn 10 triệu đô la. Chuyến tàu dự kiến đến Hà Nội sau hành trình dài 28 tiếng. Đây là chuyến tàu chở hàng quốc tế đầu tiên đi từ Trung Quốc đến các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP sau khi hiệp định này chính thức có hiệu lực. RCEP bao gồm 10 nước, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa ra quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, kể từ 12 giờ trưa hôm nay 3 tháng 1, tạm ngừng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các chợ cóc, chợ tạm. Tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao nơi công cộng. Dịch vụ cắt tóc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn được hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm quy tắc 5K và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội chỉ dạy học trực tuyến. Theo báo cáo từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người và bị thương 25 người. So sánh với 2 ngày cùng kỳ Tết Dương lịch năm ngoái, giảm 1 vụ, tăng 3 người chết, không tăng không giảm số người bị thương. Và ngày hôm nay tại Hà Nội không xảy ra tình trạng chen lấn tắc đường tại các địa điểm vui chơi giải trí như các năm trước. Không có nhiều phản ánh về tình trạng xe dù bến cóc tại các tuyến đường trong Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh như mọi năm. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã sẵn sàng xả nước từ các hồ thủy điện để lấy nước phục vụ gieo cấy vụ lúa đông xuân 2021-2022 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ vào 3 đợt. Cụ thể đợt 1 từ 0 giờ ngày 4 tháng 1 cho đến 24 giờ ngày 6 tháng 1, đợt 2 từ 0 giờ ngày 15 tháng 1 đến 24 giờ ngày 22 tháng 1 và đợt 3 từ 0 giờ ngày 13 tháng 2 đến 24 giờ ngày 17 tháng 2. Để đảm bảo đủ nước và đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ đông xuân năm 2021-2022, EVN đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia thực hiện điều tiết nước các hồ thủy điện và vận hành hệ thống hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu nước và đảm bảo kế hoạch cung cấp điện. Tin quốc tế, ngày hôm nay 3 tháng 1, Hàn Quốc đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên có liên quan tới biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Theo giới chức y tế của thành phố Gangju, nằm cách thủ đô Seoul 329 km về phía nam, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đều ở độ tuổi 90 mới tử vong gần đây. Đã có xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron tại một bệnh viện điều trị người cao tuổi trong thành phố. Đây được cho là những ca tử vong đầu tiên tại Hàn Quốc có liên quan tới biến thể Omicron. Giới chức y tế Hàn Quốc đang làm rõ nguyên nhân chính xác 2 ca tử vong này. Theo thống kê của trang Worldometer, số ca mắc COVID-19 được xác nhận trên thế giới vào tháng 12 năm 2021 là 24,7 triệu ca, tăng gần gấp 3 lần số ca của tháng 11 là 8,5 triệu ca. Số ca mắc trong tháng 12 đã đạt mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Trước đó, mức cao nhất đã được ghi nhận vào tháng 4 năm 2021 với hơn 22 triệu trường hợp được phát hiện. Chỉ trong tuần cuối cùng của năm 2021, 8,4 triệu trường hợp đã được báo cáo trên khắp thế giới. Đây cũng là con số cao nhất kể từ đầu đại dịch. Tháng 12 cũng ghi nhận số ca mắc cao nhất tại Anh và Pháp, lần lượt là 28 và 24 triệu ca. Tuy nhiên, dù số ca mắc tăng mạnh, song tỷ lệ tử vong tăng không đáng kể. Trong tháng 12, hơn 212.000 bệnh nhân tử vong do COVID-19 trên khắp thế giới, chỉ nhiều hơn 3% so với tháng 11. Chính phủ Australia ngày hôm nay 3 tháng 1 cho biết là với việc biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 không gây ra tình trạng bệnh nặng như biến thể Delta, nước này có thể sẽ thúc đẩy các kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế, ngay cả khi các ca mắc mới lên tới mức kỷ lục với hơn 37.000 ca và số người nhập viện tăng. Theo Thủ tướng Scott Morrison, thay vì quan tâm đến số ca mắc, Australia hiện chỉ cần quan tâm đến mức độ trầm trọng của căn bệnh này, theo dõi các triệu chứng bệnh và duy trì sự phát triển kinh tế. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại nhiều bang của Australia lên tới mức kỷ lục trong ngày hôm nay. Giới chức y tế Australia cho rằng là biến thể Omicron
dễ lây lan hơn song không gây tình trạng bệnh nặng như những biến thể khác. Điều này đã giúp giảm bớt rủi ro đối với cả các cá nhân và hệ thống y tế. Tổng thống Panama Laurentino Cortizo ngày 2 tháng 1 cho biết là quốc gia này đã thu giữ lượng ma túy kỷ lục lên đến 128 tấn trong năm 2021, cao hơn 43% so với lượng ma túy lớn từng bị thu giữ trước đó vào năm 2019. Vào năm 2020, bất chấp các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19, lượng ma túy bị thu giữ ở Panama cũng vẫn lên đến 84 tấn. Panama là điểm trung chuyển ma túy sản xuất tại Nam Mỹ, chủ yếu là cocaine từ Colombia vào Mỹ. Giới chức Panama xác nhận hoạt động buôn lậu ma túy từ các cảng biển của khu vực Caribe sang châu Âu cũng đang gia tăng. Đại diện nhật báo Jerusalem Post của Israel ngày hôm nay 3 tháng 1 cho biết là trang web chính thức của họ đã bị tấn công, khẳng định đây là minh chứng cho một mối đe dọa tiềm tàng của đất nước. Theo đó, thay vì hiển thị một trang tin chính như là thông thường, trang web lại hiển thị hình ảnh minh họa tưởng nhớ vị tướng hàng đầu của Iran, Soleimani, người đã bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở sân bay Iraq vào đúng ngày này năm 2020. Nhật báo Jerusalem Post cho biết là họ đang làm việc để giải quyết vấn đề và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Ngoài trang web chính thức, ứng dụng di động của nhật báo không bị ảnh hưởng và các trang web tin tức lớn khác của Israel vẫn hoạt động bình thường. Cristina Vázquez, thiếu nữ 18 tuổi lớn lên tại một khu ổ chuột ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó có cơ hội chơi vi cầm. Vậy mà giờ đây cô đã trở thành một nghệ sĩ violin dày dặn kinh nghiệm trong dàn nhạc đặc biệt và đầy cảm hứng, gồm hơn 20 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn chơi nhạc cụ được làm từ vật liệu tái chế. Cây violin của Cristina được tạo nên từ những vỏ lon nước ngọt nhiều màu sắc. Trong khi đó, các thành viên khác trong dàn nhạc chơi các loại nhạc cụ độc đáo làm từ hộp gỗ, thùng nhựa, dao kéo và đồ phế thải. Người sáng tạo ra các nhạc cụ tái chế này là nghệ nhân làm đàn thế hệ thứ 3 Fernando Soler. Dự án có tên âm nhạc tái chế là đứa con tinh thần của nhóm hoạt động vì môi trường EcoAmbes của Tây Ban Nha, với mục đích thổi một luồng sinh khí mới cho các vật liệu phế thải, đồng thời hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở nước này. Tôi thật sự hạnh phúc vì dàn nhạc tái chế đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của tôi và mở ra cho tôi cánh cửa đến với thế giới. Dự án trên được truyền cảm hứng bởi tinh thần và nhiệt huyết của dàn nhạc Satera đến từ Paraguay. Họ là những nhạc công xuất thân từ một khu ổ chuột và mang đến cho khán giả những bản nhạc diệu kỳ từ những loại nhạc cụ làm từ phế thải bãi rác. Sau khi EcoAmbes mời dàn nhạc Satera biểu diễn ở Madrid vào năm 2014, nhóm đã quyết định thành lập một dàn nhạc tương tự của riêng mình trong cùng năm. Dàn nhạc tái chế của EcoAmbes đã tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên chỉ 4 tháng sau khi thành lập và mang âm nhạc đến các thành phố trên khắp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến các buổi biểu diễn phải tạm thời dừng lại. Buổi hòa nhạc được lên kế hoạch vào ngày 16 tháng 12 vừa qua ở Madrid đã bị hoãn lại vào phút chót do số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tăng vọt. Hiện nay, dự án của EcoAmbes đang tổ chức các lớp dạy chơi nhạc cụ cho hơn 100 trẻ em. EcoAmbes cũng hy vọng có thể sớm nối lại các buổi trao đổi, dạy cho trẻ em cách chế tạo nhạc cụ từ phế thải. Nghệ nhân làm đàn Soler chia sẻ ước mơ của anh là chứng kiến các học sinh của mình trở thành những nghệ nhân làm đàn tái chế trong tương lai. Mùa đông lạnh giá không ngăn cản được hàng trăm người lao vào dòng nước lạnh ở sông Tiber trong một lễ hội truyền thống được tổ chức tại Italia. Mục đích của lễ hội là sự mong muốn về sự hạnh phúc và tốt lành trong năm mới. Đây là lễ hội truyền thống dành riêng cho Rome như một lời chào năm mới. Lễ hội này đã tồn tại cách đây hơn 50 năm. Mỗi năm vào giữa trưa của ngày đầu năm mới, các thợ lặn sẽ nhảy từ trên cầu xuống và lặn qua trung tâm của thành phố Rome. Hầu hết những người thợ lặn đều là người Italy. Tiết trời lạnh giá của mùa đông dường như được làm ấm lên bởi không khí tưng bừng đón chào năm mới của người dân nơi đây. Các thợ lặn nhảy xuống dòng nước trong tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt của hàng trăm người trên cầu. Mọi người cũng cùng chụp ảnh, quay phim để ghi lại khoảnh khắc thú vị độc đáo này trong ngày đầu năm mới.